này thiện hiện trơn như cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện thánh đế khổ cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện bốn tịnh lự cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện, tám giải thoát cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng này thiện hiện bốn niệm trụ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng không gì sánh bằng. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng không gì sánh bằng. Này thiện hiện pháp môn giải thoát không cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng không gì sánh bằng. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng không lượng, không hiện, tát, bàn, lượng không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện mười địa bồ tát cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện năm loại mắt cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng sáu phép thần thông cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện, mười lực Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xà, mười tám Pháp Phật bất cộng, cũng chẳng thể nghĩ bàn Chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng Này thiện hiện, Pháp không quên mất cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện trí nhất thiết cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện tất cả pháp môn đà la ni cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng tất cả pháp môn tam ma địa cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện quả dự lưu cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện quả vị độc giác cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện tất cả hạnh đại bồ tát cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện Tất cả Pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể dưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, ở trong chân Pháp tánh của tất cả Pháp, tâm và tâm sở, chẳng thể nắm bắt được.